Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn các em ở một bài duy nhất ở tiết 2 là bài 70 đúng không nào? Tại bài này quá dài các em ạ, tới 5 câu mà câu nào nó cũng dài và đòi hỏi cái tư duy và nghĩa là nó gọi là logic đấy các em. Nếu các em mà không có kiến thức vững thì không bao giờ làm nổi cái bài 70. Thầy tin chắc là như vậy luôn. Như vậy thì bài này rất cơ bản của cái môn toán hình lớp 7 và về phần tam giác. Nên phần bài này các em phải xem cho kỹ nhé. Chúng ta sẽ trong clip này thầy hướng dẫn em bài 71, bài 2 và bài 73. Chắc chắn là như vậy rồi. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 71 nhé. Rồi chúng ta có cái đề bài của bài 71 như sau em. Cái tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông là tam giác gì? Vì sao? Thì ở đây các em xem này. Đây hình 151 em. Thì để biết được nó là tam giác gì thì theo thầy á, chúng ta cần phải tính các cái cạnh AB bằng bao nhiêu, BC bằng bao nhiêu và AC này bằng bao nhiêu. Thì bây giờ các em nhìn đây, thầy sẽ hướng dẫn em tính cạnh BC. Thì các em sẽ nhìn vào trong tam giác này, đây. Nó vuông ở đây nè các em. Chứng tỏ AB này là cạnh hiên thì cái độ dài ở đây nó sẽ làm, tại vì các em cứ lấy một ô là một đơn vị, như vậy đây là tới đây một đơn vị, đây hai đơn vị, chứng tỏ đây là 2 cm này. 1 2 3 đây chính là 3 cm này. Thì chúng ta áp dụng Pythagore chúng ta sẽ tính được AB. Đó nào, đây. Như vậy thì ở đây các em bài 71 này các em sẽ tính giùm thầy là AB mũ 2 thì sẽ bằng là có phải là 2 mũ 2 cộng cho 3 mũ 2 không? Bằng tí nữa chúng ta tính ra nha. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tính AC bằng cách dựa vào ở đây và ở đây. Hiểu nào? Như vậy đây cũng là 2 này, 1 2 3 đây là 3 này. Như vậy ở đây là AC mũ 2 cũng sẽ bằng 2 mũ 2 cộng cho 3 mũ 2 bằng trừ một hàng để ta tiếp là suy ra AB bằng căn đó các em, hiểu nào? Tương tự như vậy BC. BC các em dựa vào tam giác đây này. Vuông ở đây này. Như vậy đây 1 này, 1 2 3 4 5. Đây 5 ô này. Như vậy đây nó sẽ là BC mũ 2 thì sẽ bằng 1 mũ 2 cộng cho 5 mũ 2. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tính nhé. Ở đây là phải 4 cộng cho 9 không? Sẽ bằng là 10, 13 đơn vị cm đây. Ở đây cũng là 4 cộng 9 cũng sẽ bằng 13 cm. Chứng tỏ ở đây là suy ra AB là căn bậc 2 của 13 cm. Cái đúng không? Cũng căn bậc cái số 3 của thầy thì bực ghê luôn. Cm, ok. Còn ở đây sẽ bằng là gì? 1 cộng 25 sẽ bằng 26. Suy ra đây là BC sẽ bằng căn bậc 2 của 26 nè. Đó nè. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là trong cái tam giác ABC chúng ta có này, theo Pythagore đảo thì chúng ta có là AB mũ 2 cộng với AC mũ 2 thì bằng lại BC mũ 2. Có phải 13 cộng 13 thì bằng 26 nè. Nên suy ra cái tam giác ABC là tam giác gì các em? Là tam giác vuông. Tại đâu? Tại A. Cái này gọi là theo định lý Pythagore đảo nha. Đảo. Mặt khác thì các em thấy cái cạnh AB thì bằng cạnh AC. AB bằng AC nè. Mà AB thì là bằng AC là bằng căn 2 của 13 cm. Nên do đó cái tam giác ABC là tam giác vuông cân em ạ. Vuông cân, vuông phải cân tại A. Đó. Nó đầy đủ từng bước là như vậy. Ok nha, bài này khá hay đúng không em? Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài 72 nhé. Rồi chúng ta có bài 72 các em nhé. Đố vui. Dũng đố Cường dùng 12 que diêm. Nhớ là 12 que nha các em. 12 que diêm bằng nhau để xếp thành câu A là một tam giác đều. Tam giác đều thì ở đây chắc chắn là ba cạnh nó sẽ bằng nhau. Chứng tỏ là các em lấy 12 que này chúng ta chia cho 3 thì mỗi cái cạnh là 4 que. Là mỗi cạnh này. Không? Thì đây thầy vẽ minh họa thôi nhé.
Quy diêm của thầy nhìn thấy gốc á. Ngay 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, 1 2 3 4 đủ. Tam giác đều đúng không nào? Một tam giác cân mà không đều. Tam giác cân không đều nghĩa là tam giác cân nghĩa là hai cạnh bên. Hai cạnh bên bằng nhau đúng không nào? Nghĩa là bây giờ 12 12 quy thì thầy chỉ chia là 8, 8 chia 2 là bằng 4, nghĩa là cạnh bên nên đây là 4 nha. Còn hai cạnh còn đúng không nào? Không nhỉ? 5 chứ, 10 chứ. 10 chia 2 là được 5. Còn hai cạnh đây là cạnh hai quy đây chính là cạnh đáy này. Hiểu không? Nghĩa là mỗi cạnh đây là một mỗi bên là 5. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 1 này. 2 này. 3 này. Càng ngày bị gì mình thấy là càng thảm em ạ, càng ốm, giống như thầy ông nhôm nhất. Nhưng mà chắc có lẽ như ở đây thầy thầy quát quá. Đây chắc cái quy đây phải cỡ đây, hai quy. Như thế hai quy em. Thua. Rồi. Một tam giác vuông. Một tam giác vuông thì thầy sẽ chia trở thành là 3 4 5 cho em nha. Vuông thì cạnh hiền là cạnh lớn nhất là 5 quy. Còn hai cạnh góc vuông kia mỗi vi là cạnh góc vuông thì mỗi vi là 4 vi với lại là 3 vi. Được chưa? Đó, thì ở đây chúng ta sẽ vỉ ra. Đây thầy vỉ cái cạnh góc vuông trước. 1 2 3 4 này. Ở đây thầy vỉ 3 vi thôi nha. 1 2 này. 3 này, đây 5 quy nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó, vuông ở đây nè em. Được chưa? Rồi chúng ta đi sang câu D nha. À, thầy nói bài 73 chứ. Đây. 73 các em nha. Cuối cùng. Rồi, chúng ta có bài 73. Đố trên hình 152, một cầu trượt có đường lên BA là dài 5 m. Đây. Độ cao AH 3 m. Độ dài BC là bao nhiêu? 10. CD là 2. Bạn Ma nói rằng đường trượt tổng cộng ACD. AC ACD gấp 2 lần BA. Vâng, bạn Vân nói rằng điều đó không đúng, ai đúng ai sai. Như vậy thì bây giờ chúng ta cần phải tính giùm thầy ACD. Đúng không? Đó. Chứ còn AB thì đã có rồi, như vậy chúng ta sử dụng Pythagore để chúng ta tính nha. Như vậy thì để tính được, áp dụng Pythagore để tính được AC, mục đích cuối cùng chúng ta tính được AC là ra. Tại vì ACD thì DC có rồi, bây giờ chúng ta tính AC nữa là ra đúng không? Thì chúng ta cần phải tính giùm thầy HC. Mà ở đây người ta cho BC là bằng 10. Mà HB có chưa em? Chưa có. Như vậy chúng ta cần phải tính HB. Ta áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông AHB, cạnh hiền, cạnh vuông. Ta tính ra được HB. Cái HB rồi chúng ta sẽ tính ra được HC. Cái HC rồi chúng ta sẽ tính ra được AC. Như vậy ở đây là vị trí số 1 này, vị trí số 2 này, vị trí số 3 chúng ta cần tính này. Rồi thầy sẽ làm nhanh nghe em nha. Nhìn này. Như vậy thì chúng ta có là trong cái tam giác AHB vuông tại H theo định lý, thầy đang nôn xíu em, Pythagore. Ta có. Như vậy thì chúng ta có là AB mũ 2 sẽ bằng là HA mũ 2 cộng cho HB mũ 2. Đúng không? Đây là cạnh hiền này. Như vậy ở đây thầy tính HB thì suy ra HB mũ 2 sẽ bằng AB mũ 2 trừ cho HA mũ 2. AB mũ 2 thì bằng 5 mũ 2 trừ cho
3 mũ 2 thì bằng 25 trừ cho 9 thì bằng 16 đúng không nào? Như vậy suy ra HB sẽ bằng căn bậc 2 của 16 là bằng 4 cm. Như vậy thì đoạn này là bằng 4 nè các em. 4 cm. Mà cái đoạn BC của chúng ta thì bằng HB cộng HC đúng không? Vì H nằm giữa BC, ta có cho thầy để ở đây nó hơi khó viết một xíu nha các em nha. Tại vì thầy phải để cái hình để các em xem. Đây, các em thấy nó lúng xuống nào. Nên là chúng ta có là gì? BC thì bằng HC cộng cho HB. Suy ra HC sẽ bằng BC trừ cho HB. Mà BC chúng ta là bằng 10 này, HB chúng ta vừa mới tính là 4 này. 10 trừ 4 thì sẽ bằng 6 cm, chứng tỏ đây là 6 này. Sau khi có HC rồi, chúng ta áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông AHC. Cạnh hai cạnh góc vuông có rồi. Như vậy chúng ta chỉ cần tính ở đây nữa là xong nha. Rồi thầy sẽ có thể đẩy lên được rồi đấy. Trong tam giác AHC đúng nào, trong tam giác vuông AHC vuông tại H theo định lý Pythagore, ta có cho em vuông tại H thì chứng tỏ AC là cạnh hiền, ta có là HA cộng cho HC mũ 2. Như vậy AC mũ 2 HA chúng ta là bao nhiêu? 3 đúng không nào? Không nhỉ? Đúng rồi, 3 ở đây là 6 à. 9 cộng lên 36 thì bằng ở đây là 45. Suy ra AC sẽ bằng căn 2 của 45 cm. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu tính cái đoạn ACD, mà CD là bằng bao nhiêu? 2 không? Mét em, đơn vị mét chứ không phải cm. Mét nha. Đọc cũng kỹ. Như vậy thì cái đường trượt ACD thì nó có phải bằng AC cộng cho CD không? Mà AC em ra căn 2 của 45 cộng lại cho 2, đơn vị đây là mét. Có đúng không nào? Đó. Mà ở đây chúng ta cần phải so sánh, là so sánh cái đoạn lên là BA. BA của chúng ta là bao nhiêu? Là 5. Có đúng không nào? Mà bạn Văn nói là gì? Đường trượt tổng cộng gấp 2 lần. Gấp 2 lần nghĩa là cái đoạn này 5 nghĩa là 10. So sánh với 10 ha. Mà cái gấp 2 cái đoạn AB nghĩa là người ta lấy 2 nhân cho AB là bằng 2, nhân cho 5 là bằng 10 mét. Đúng không nào? Đó. Như vậy thì chúng ta tiến hành so sánh vì căn 2 của 45 cộng cho 2. Các em bấm máy tính cũng được nha, em ra số thập phân nha. Đây nha. Chứ tại vì các em chưa học ở giống như lớp 9 được. Này thầy chỉ nè. Thấy không? 45 này bằng là 6,7 ha, bằng 6,7. Thì nó gần bằng là 6,7 cộng 2 thì nó chỉ gần bằng là 8,7 thôi. Thì cái này chắc chắn sẽ nhỏ hơn 10. Có đúng không nào? Nhỏ hơn 10. Mà bạn Vân nói thì bạn Mai nói rằng đường trượt tổng cộng ACD gấp 2 lần cái đường lên BA, bạn Vân nói rằng điều đó không đúng, ai đúng ai sai. Như vậy chứng tỏ là vậy, bạn gì đúng nè. Vậy là bạn Mai là sai. Bạn Vân kết luận rất là chính xác. Không thể nào gấp 2 được, nó chỉ gần bằng 8,7 mét thôi. Nha. 73. Giờ thầy có việc hơi nôn một xíu em ạ. Rồi. Như vậy thì tới đây các em đã hiểu chưa? Nếu hay thì giờ hiểu thì giúp thầy click quảng cáo và đồng thời chia sẻ em thầy các bạn các em nhé. Ok. Clip tiếp theo thầy sẽ quay em ở trong sách học kỳ 2 bài số 1 các em nhé.
Xin chào, hẹn gặp lại các em.